Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào kính trọng nhất đến các thầy các cô và lời chào nồng nhiệt nhất đến các bạn sinh viên. Em xin phép được giới thiệu về bản thân một chút. Có lẽ cứ mỗi lần đến biểu diễn guitar thì các MC của chúng ta lại có một chút bối rối. Cho nên là giới thiệu sát một chút thông tin. Em xin giới thiệu, em tên là Trần Anh Tuấn, hiện tại đang là cán bộ của trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an. Hôm nay được đến giao lưu với các thầy cô và sau đây em xin phép được hát tặng các thầy cô và các bạn một bài hát. Bài hát có tên Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn guitar. Mặt trời hồng chưa cất nồng ép bên nhau, nghe tiếng đàn guitar của lối ca soi lên nào vươn tâm mong chờ. Trong tim ta, tiếng đàn guitar của lối
Xin cảm ơn anh. Em, quý vị có bạn có muốn nghe hát nữa đúng không ạ? Vâng, anh ạ, khán giả của chúng ta đêm nay rất là sung và họ rất là muốn nghe một bài hát nữa. Vậy anh có thể tặng cho họ một bài hát nữa được không ạ? Vâng, anh ấy rất tốt lòng. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức tiếp theo tiết mục tiếp theo mà anh ấy sẽ gửi tặng cho quý vị. Xin mời anh ạ. Hôm nay lên sân khấu, em được nhân dân giao nhiệm vụ. Bây giờ em xin phép các thầy cô để hoàn thành nhiệm vụ đấy ạ. Em xin phép ban tặng các thầy cô cùng toàn thể các bạn theo yêu cầu của một số các bạn sinh viên một bài hát do em sáng tác, bài hát có tên Khi Em Sai.